Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chào các bạn nha. Sáng nay mấy anh em thu xếp đồ chuẩn bị chạy về nha các bạn. Chạy dài về. Gần 7 giờ rồi. Sớm mấy mình đăng cái clip buổi sáng nha các bạn. Sáng hôm nay xong rồi mấy anh em sắp xếp cái mình chạy từ từ về. Đây hôm qua vậy mà ở trong này mắc cạn luôn các bạn. Tối hôm qua mấy anh em đi mò cá. Nước vừa nhóm lớn cái mình chạy ra ngoài này mình đậu nè. Đây cặp bờ biển. Giờ mấy anh em tiếp tục đi thục hang cá ngát nữa nha các bạn. Hôm qua buổi tối mấy anh em mò sơ ở đây mà nhiều hang quá. Không làm được hai con. Đâu rồi, rộng ở đâu còn sống à? Mới còn sống chưa coi nữa. Rộng nước đứng rồi biết nó còn sống không các bạn ơi. Đây. Còn không trời sao im ru vậy? Ôi chết chưa rồi mọi ơi. Chết hả? Ừ. Chết để ngoài đi, quát mạng. Chết chưa rồi. Ê, bà hôm phải bỏ nó xuống nước là được rồi. Bỏ vô cái vợt của mình á. Vợt nó bỏ xuống nước. Đó hơi sâu hả? Nước này còn hơi lớn nè. Hay là xích vô trong đó đó. Xích tới đi thẳng vô chỗ hôm gần cái phao mình hôm mình mò đó. Hang cá là chết rồi. À, hôm mò hai con hả bạn? Bỏ ra ngoài để về nấu canh chua mà chưa hết chết rồi. Trời, uổng nè. Bây giờ mình vô mình nè. Clip mình nó đang chạy các bạn. Tranh thủ mình dẫn mình đăng 8 giờ sáng nè các bạn. Giờ nào có hú nha. Canh dựng clip xong cái bơi theo. Anh em mò nãy giờ mới được cái hang các bạn ơi. Mới bơi xuồng lại. Hang có hai miệng à, không biết sao đây. Đạp cái hụt luôn hả? Hang hang là phải ba miệng đồ dài dài rồi á, nó có bùng binh nè. Nước còn hơi lớn nha các bạn, mà nước ròng quá rồi bị mắc cạn. Có hả? Nước lớn quá mà. Nước này chưa rồng đâu. À,
tối nước rồng cá nó nằm trong hang, nước này chưa rút sát cho nên nó chưa vô hang đâu. Hôm lên có 5 tấc nước à, ghe mình vô đây dính cứ ngắt ở đây luôn, bây giờ lội tới cần cẩu có hang đó mà có cái là nó chưa vô hang đâu, nước rồng sát nó mới vô hang. Nãy giờ mấy anh em cũng thọt mấy hang rồi các bạn, mà không có hang nào có cá, mấy hang láng không à. Nước phải giống như tối vậy, nước sát luôn á. Thôi về đi. Để rồi đợi nước sát lại ra mình nó dính cứng ngắc ở đây luôn ha. Để tới chiều luôn, về tới nhà. Hôm qua đi, tới đầu gối gì à? Phút đầu gối tí xíu rồi giờ tới cần cổ. Lớn quá. Chiều chiều nó chứ trưa này nó mới rồng sát nè. Mà rồng sát thì ghe mình nó bị mắc cạn. Bây giờ có hai cá chết đó rồi, về cũng ăn được rồi. Hôm mình bỏ ở ngoài hay quá, bỏ ở đây cái nước đứng nó chết ha. Đâu có xịn, đâu có xịn thôi mới chết á. Cũng mới chết sáng này. Ờ mới chết sáng. Gió quá, cảnh này bay lây cam đẹp các bạn mà gió quá bay gặp gió là mệt. Mấy anh em lên rồi chuẩn bị chạy về nhé các bạn, mình cũng mới đăng clip xong sắp sửa 8 giờ luôn, thì đăng xong là clip nhảy máy mình nè. Tóc chạy chậm quá. Mấy anh em đang trên đường chạy về nha các bạn. Đây là tôi kêu là dàm Bà Lịch nha các bạn. Mình đi đường cống dàm Bà Lịch vô. Đây chạy ngang chợ Tân Yên. Bữa nay nước chảy quá, chảy mạnh quá. Mấy anh em chạy vô tới chỗ Giang và thành phố Rạch Giá rồi các bạn. Mình chạy vòng vô đường này, mình chạy chỗ qua bên kia rồi mới vòng về đường xã Mỹ Thông, mình về nhà nha các bạn. Này đường Ngô Thị Mười các bạn ơi. Nó nằm sau của thành phố Rạch Giá nè, nằm ở ngoài Giang bên Trấn Tuyến. Sắp sửa về tới nhà các bạn. Tiếng nữa. Tiếng hộ tới nhà. Mấy anh em về tới nhà các bạn. Mới vô chạy các bạn ơi. Giờ mình buộc ghe lại. Chuẩn bị đồ đạc mình dọn lên nha các bạn. Giờ chắc đẩy cái vỏ xuống dưới trước rồi thôi ơi. Vỏ xuống cái mình lấy lưới lấy đồ lên để nắp hầm lại. Chịu lại em thôi, nó gớt cái đít xuống chỗ cái đít vỏ xuống chỗ cái bàn á. Thank you.
chuyến trải nghiệm của 72 giờ của mấy anh em đã về tới nhà nha các bạn, an toàn. Rồi lên dọn dẹp xong cái mấy anh em lên nấu cái lẩu cá ngát luôn các bạn ơi, hai cá ngát. Hôm qua mấy anh em đi thục hàng sẵn, bữa nay mùng 2 các bạn, mấy anh em dọn dẹp ghe cộ rửa sạch sẽ rồi mình cúng ghe luôn các bạn ơi. Ghe mình đi nước mặn về phải rửa lại các bạn, lấy nước ngọt mình rửa lại hết. Ôi, mấy anh em mới dọn dẹp xong ghe các bạn ơi, mới rửa nước mặn mình phải rửa lại hết cái ghe nha các bạn. Đi nước mặn về múc nước ngọt mình xối mình rửa lại hết các bạn, lau chùi lại. Nước mặn dễ xét đồ. Giờ mấy anh em chuẩn bị cúng ghe ngay bữa mùng 2 mình cúng ghe nha các bạn. Nước chảy rút cái gì?
mấy anh em mới cúng ghe xong các bạn ơi, lên làm mấy cá ngát hôm qua. Tối hôm qua mấy anh em thục hang nè, giờ về tới nhà mình nấu một nồi canh chua nha các bạn, mấy anh em ăn bữa cơm trưa. Mình nồi cơm ra luôn đi. Đó, trời, hai con cái là lúc luôn cái nồi luôn rồi. Hai con này mà ở ngoài, còn ở ngoài biển mấy anh em nấu nồi con chua này ăn chắc tới ngày mốt quá. Hôm qua mới ăn canh chua cá đối rồi, bữa nay ăn canh chua cá nhác các bạn. Đây, nồi canh chua xong rồi các bạn ơi. Giờ mấy anh em ăn bữa cơm trưa nha các bạn. Buổi trải nghiệm 72 giờ của mấy anh em cũng đã về được tới nhà nha các bạn. Nói chung chuyến đi cũng thành công. Thì hôm qua mấy anh em buổi tối có mò được hai con cá ngát. Nhưng mà mới ăn cơm rồi, tối hôm qua mấy anh em không có làm món nữa các bạn. Hôm nay mấy anh em về tới nhà, mấy nhà làm món cá ngát nấu canh chua. Món này thèm từ bữa đi trải nghiệm tới giờ mà kiếm hoài không có, tới ngày về mới dính được hai con các bạn. Quyết định ban đêm cũng ngồi luôn mới dính. Về buổi trưa chắc mấy anh em cũng làm xương xương vài ly rồi ăn cơm nha các bạn. Thì cũng mình về tới rồi cũng dọn dẹp xong xuôi hết nè. Anh em cũng cúng ghe, ngay bữa mùng 2 mấy anh em cúng ghe luôn. Cũng xong rồi giờ lên dọn ra nồi canh chua ba anh em dắt dưa này làm xương xương vài ly nha các bạn. Giờ tới nhà thấy nó khỏe lại bạn ơi. Về nhà mấy anh em chắc cũng lay quay ở nhà làm những clip săn bắt ở trong ruộng. Thì vài bữa chắc mấy anh em cũng sắp xếp công việc lại cái và cũng tiếp tục đi trải nghiệm nữa nha các bạn. Thôi, rồi vô cái đi. Chúc mừng chuyến 72 giờ thành công tốt đẹp. Công tốt đẹp. Xin mời các bạn nữa các bạn. Vô bạn ơi. Mời bạn nữa bạn ơi. Về nhà uống buổi trưa được nha các bạn, thoải mái. Còn trên ghe uống buổi trưa là đậu một chỗ luôn chứ không dám chạy đi đâu luôn. Tức ao rồi, có cá ngát, giờ có cá ngát thành hiện thực rồi đó. Đúng ra là phải được ăn hôm qua hôm kia rồi ha. Hôm kia rồi. Mới sướng. Nhà tối nhảy xuống ngò nó chứ không đòi là hôm nay không có luôn rồi. Quá luôn. Xin mời các bạn ơi, cá ngát nấu canh chua đi hai chuyến trải nghiệm về nhà mới có giá chứ ngoài cũng không có giá đâu, có cà chua với đậu bắp cũng được ha. Chua đậu bắp thì chứ về nhà không ngon bằng ở ngoài nha, ở ngoài tại biển mới ngon. Với họ Thông cũng xin mời tất cả các cô chú anh chị các bạn dùng với Thông miếng cá ngát nha, nấu canh chua. Béo với phụ ơi. Mơ ước quá trời luôn mà mới được nồi canh chua mà giờ tới nhà mới được ăn chứ. Mò là ngọc luôn. Hoành tráng luôn. Nồi canh chua này ăn sao hết ta? Hai con thôi hả? Hai con luôn. Hai con cả ký luôn. Trong chuyến đi của mấy anh em trong cũng săn bắt, nói chung cũng kiếm cá ăn được nha các bạn, chưa đa dạng mấy thôi. Thì chuyến này đi từ chiến mình rút kinh nghiệm từ từ nha các bạn, cần phải đem loại dụng cụ gì để ra biển, còn những dụng cụ gì ở trong sông. Cũng mới mẻ những cái nơi mà mình chưa đến đó bạn, mình cũng không biết ở đó là có cái gì cách thức săn bắt làm sao. Nên mấy anh em cũng đem nhiều môn lắm đó, nhưng mà nó không phù hợp cho những cái chỗ đó. Đúng gà lưới 3,5 phân là bữa đó mình bắt cá kến rồi có nước đem đi bán luôn á ha. Thiệt luôn á. Quá trời luôn kìa. Quá trời nhiều. Ý là chạy không mà nó còn có đó nữa. Cái
mình cũng có hai tay lưới 3,5 phân nha các bạn, mà mới làm xong. Bữa mình đi thì chưa làm xong, bữa nay mới xong, về dự trữ đó chứ có để dành đó, mai mốt có đi thì cũng có lưới để săn bắt. Này nào bên tôi ta tới luôn. Còn câu cá thì câu ở đó thất bại, ở bên kia sáng lại là người ta nói hôm thấy mấy ông đậu ở đây câu biết qua bên mép bên kia câu cá dữ lắm, nó đâu có biết đâu, giờ đó đậu câu không có còn bị mắc cạn nữa, nhờ mắc cạn mới mò dính được 2 cá ngát nè. Ông nói đậu xuống khúc đằng khu lưng biển á, câu cá út dữ lắm. Vô cái đi, vô cái mình xin phép dựng máy nha các bạn. Xin mời các bạn, vô các bạn ơi. Đi xong ăn đánh bắt không hiệu quả ra biển gây hiệu quả ha. Chuyến sau mình kiếm để dò tình hình trước đi nơi nào săn bắt cái gì mới được. Tình trước ha. Cái khu nào đánh về cái nào được ha. Hỏi thăm rồi trước mới được. Quá đói hả? Cũng làm miếng chứ, làm miếng mới vô được. Giờ lại quay cúng ghe này kia nữa cũng tới trưa rồi các bạn ơi. Phương cũng xin mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng dùng cơm với ba anh em mình nha. Đói bụng rồi. Này còn như me chưa hết luôn hay gì chua vậy nè. Còn nhiều hết luôn. Ăn cá đói thì ăn hoài không no à? Còn giờ ăn cá ngát thì ăn có vụ đói lại không? Cũng béo luôn rồi. Nha. Béo. Ăn ngay cái kỳ của nó. Ngay kỳ lưng. Đã. Mà cái hơi cay quá. Anh bỏ ớt quá. Cái này ngoài rồi, tới bến luôn rồi ha. Vừa ngon vừa sao vô. Thôi còn được con sống không? Quắn lá chuối nướng một cái béo còn dữ hơn. Nhớ chuyến sau có đi biển đem lá chuối theo sẵn nha. À, biển không có lá chuối đâu. Đem sẵn mà hai ngày mới được dính con thì chắc lá chuối nó queo vậy. Biết điểm rồi. Bữa đầu đi sai điểm mà mò không có rồi phải không? Đầu hơi bỡ ngỡ rồi, nhờ ta chỉ biết được. Đâu? Vô. Xin mời các bạn ông bà. Mời bạn luôn bạn ơi. Vô bạn ơi. Mình xin uống ly này, chắc mình cũng xin kết thúc video ở đây luôn nha các bạn. Thì mình cũng xin kết thúc chuyến trải nghiệm 72 giờ của mấy anh em. Thì hôm bữa mình đi thứ tư. Bữa mình đi là bữa thứ tư nha các bạn. Hôm nay là thứ bảy. Thứ tư ngày 3 tháng 11. Hôm nay là thứ bảy ngày 6 tháng 11. Cũng như bữa mình đi thì 8 giờ thôi các bạn ơi. Nãy mình về là chắc cũng cỡ 10 giờ rồi, mà giờ này mình cũng ra với làm món này kia giờ cũng 12 giờ các bạn, thì cũng coi như cũng kết thúc chuyến 72 giờ của mấy anh em. Thôi giờ xin mời các bạn nha. Mày thành 76-78 giờ luôn á. Chuyến sau đi 6 giờ rồi. Chuyến sau đi 1 tuần đi. 1 tuần luôn á. Mất chưa lâu lâu rồi. Chuyến sau mình kiếm đi về, nhưng mà đi mấy cái huyện ngoài, nếu mà qua tỉnh được, sợ qua tỉnh chưa được đó. Qua tỉnh được mấy anh em đi qua tỉnh này tỉnh kia các bạn, xuyên tỉnh luôn. Bây giờ thấy còn căng quá nên sợ đi bị chạm hỏi giấy test chích này kia tùm lum, làm khó khăn các bạn ơi. Vòng vòng đi trong tỉnh nè, chuyến sau quốc cho lâu lâu một chút.
chuyến này mình đi đủ loại cá chứ không bộ. Mình cũng xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Mình kết thúc chuyến 72 giờ của mấy anh em cũng như coi như là thành công nha các bạn. Bây giờ xin chào các bạn. Chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyến trải nghiệm lần sau nha.